Hello, chào cả nhà. Hôm nay đại gia đình mình kéo ra biển nướng thịt. Đây là bò nướng cuộn lá lốt nè cả nhà, nhìn hấp dẫn chưa? Và đây là sườn heo nướng và thịt heo ba chỉ nướng. Mời cả nhà cùng ra biển barbecue với đại gia đình mình nha. Máy của chị Vân chắc không cần quay phải không? Lần lúc rồi đấy đâu. Làm hơn cái chùa là. Tắt biểu cảm tưởng đi. Có biết nói gì đâu. Biết nói gì đây? Hello mọi người. Ê, hey, hello. Thấm chưa mọi người? Đó là đại tiệc, biển nha. Thấm chưa biết định lương từ mình là xong rồi luôn. Thôi thì không lớn rồi, lớn rồi. Chụp mà, chụp 1-2 tấm đi rồi ra biển chụp tiếp. Nhiêu đây là chưa đủ không? Còn ở Việt Nam nữa nữa. Cả nhà chuẩn bị đi biển nè cả nhà nha, sửa soạn từ hôm qua tới giờ, bây giờ kéo nhau ra biển đại gia đình. Cả nhà long time đi see barbecue beach time. Cả nhà đang ra biển nướng thịt nè cả nhà. Đông không, quá trời trời luôn á, đồ ăn nhiều lắm. Để mấy đứa phơi nắng nè. Đó. Nắng này. Biển nè. Quá trời trời người nè. Nhà đi biển nè. Đâu à? Cái đó giăng nhưng mà cái cây nó bị mất rồi chị, để mình trải ở dưới á. Để dưới đi vợ, để dưới đi nè. Để dưới chứ đang ngồi. Nó kết nối trong cái đại tiệc barbecue. Đây là tối là chúng ta
cái lều sắt thôi. Nó làm nướng để đồ.
nào gấp này nó được không nha. Có ai gấp được cái này không? Chú Thắng là chú nào cái chú Thắng sầm đó? Chú nào chú Thắng sầm đó? Mở nhạc đó là chú Thắng hả? Dạ, giật phải không? Dạ. Đi mấy xanh hả? Chú mở ra mà giật lấy cho con ai chứ em mà con không chịu đâu. Thôi bây giờ đi lấy luôn. Remix luôn không? Dạ. Em ơi đừng khóc. Thank you.
ngon quá trời luôn cả nhà. Ngọt. Dây dừa đá không tiền nữa. Cỏ tươi. Mắc hơn là lên đặt. Love it how you love me electric like you do.